Chào các bác nhá. Bác nhớ trại này không? Trước chia sẻ các bác là đàn ngan Thụy Phương đấy, nuôi rất là đẹp và rất là đáng nuôi. Bán hết rồi. Thế còn con này. Thế anh kiếm cho cái kéo em mổ cho. Rồi các bác, anh lại tái đàn mới, vào đàn mới rồi. Rồi đây anh vào giống là Đại Xuyên. Chứ các bác là giống Đại Xuyên với Thụy Phương ấy, thì phải tìm giống chuẩn ở trong viện cơ. Chứ còn cứ nói là anh vào giống Đại Xuyên, anh vào giống Thụy Phương, nhưng mà nó giống ở cổng mà chán thua. Nó là một cái khu vực, gọi là một cái xã Đại Xuyên, một cái xã Thụy Phương thôi. Cả cái xã thì người ta làm giống. Mình qua giống chuẩn thì mình phải bắt của trong viện các bác nhé. Giấy tờ kiểm dịch đàng hoàng, xuất bình thường đàng hoàng thì mới là Đại Xuyên hoặc là Thụy Phương. Đây anh vào giống Đại Xuyên này. Tiêm kháng thể với gai vẫn dính, vẫn bị. Ok. Nhưng mà nó bị nhẹ nhàng hơn rất là nhiều. Chứ mà không tiêm được kháng thể viêm gan, nó toang hết. Anh vẫn uống đúng cái chỉ của mình, nhưng mà tại sao bị mắc viêm gan? Đây, đây cũng gluco này, cũng men tỏi này, cũng giải độc gan này, phở lo đủ hết. Hôm nay gan của anh được bắt trước của mình 2 ngày, hôm nay là 11, 12 ngày gì đó. Là đây bị nổi viêm gan các bác nhé. Nhưng mà là chết mất có khoảng 10 con thôi, tức là 10 con chia 400 khoảng 5%. Chết đúng 5% dừng lại. Anh ở bác thống Đại Xuyên, nhưng mà Đại Xuyên này là Đại Xuyên giả vờ. Đại Xuyên ở cổng Đại Xuyên thôi, không có. Tóm lại là vẫn là không chơi nổi, nó chỉ lấy cái mát thôi. Thì đàn này nó bị viêm gan các bác nhá. Nhưng mà nó bị tỷ lệ rất là thấp, là vì do mình đã xử lý được bằng kháng thể viêm gan ok rồi. Chứ còn không á thì chết rất là nhiều. Và cái vấn đề viêm gan này nó có rất nhiều nguyên nhân. Như ở trại này á thì sao mình nghĩ là nó bị thương hàn, nó kế phát ra viêm gan. Ở miền Bắc mình này các bác này, đang mặc áo khoác này. Trời trở rét bác ạ. Giờ rét khoảng nửa tháng nay rồi. Úm ngan, úm vịt, úm gà rất là khó khăn. Nên là nó bị thương hàn, sau nó kế phát sang viêm gan. Kết hợp với nữa đó là cái giống nó không, cái giống nó không có nguồn gốc rõ ràng. Tức là giống trôi nổi đấy. Giống trôi nổi, bố mẹ không quản lý rõ ràng này. Với khu ấp nở, vận chuyển nó không ổn, thì nó bị viêm gan là chuyện bình thường. Đó các bác, nhưng mà thông thường cái mùa nóng á, hoặc là cái mùa úm nó dễ dàng á, thì ít khi nó mắc viêm gan. Nó chỉ mắc viêm gan khi nào? Khi nó bị kế phát từ thương hàn sang. Đấy, như đàn này nó bị thương hàn, nó kế phát sang viêm gan này. Nhìn các bác, đấy các em rất là rét không? 11, 12 ngày rồi đấy, bắt trước của mình 2 ngày bị viêm gan, nhưng mà không dừng chết rồi. Nó chỉ chết không, chỉ có mấy con thôi. Tiêm một kháng thể dạng trong. Và sau cái bệnh viêm gan á, thì mình sẽ cho nó kế chữa kế phát các bác nhé. Đàn này hôm nay nó ra, gọi đang gọi mình lên để mổ khám này. Rồi, nó bị bại huyết E. coli thôi. Thì mình sẽ cho uống cờ lá mốc, hoặc là nặng hơn mình sẽ cho tiêm. Rồi các bác. Đàn ngan đen vừa rồi lãi bao tiền anh? 17 triệu. 17 triệu à? Giá bao nhiêu anh? 50. 50 à? 17 triệu. Được. Đây này, ớ con ngan to đang chết à? Đấy, con ngan to, chú bảo mua uống thuốc về tiêm nhưng mà có được được. Ok. Được, ok. Mấy ngày chết được mấy con anh? Này chết 5 sau rồi. Đấy, sáng nay mổ gan nó đẹp lắm mà thế nào? Gan này không đẹp anh nhá. Đẹp à? Bao hết tìm. Gan này là xấu, phồng. Nó sưng to anh ạ, nó mủn, nó mủn. Và cái gần nó tim đây, tim bị viêm xong bao tim hết rồi. Kéo màng rồi này. Đấy, kế phát rồi, bây giờ kế phát sang bại huyết E. coli rồi. Mà uống mấy ngày rồi, ăn mốc đây. Bẩn quá. Không, không mủn. Bẩn quá. Chim tả chứ. Chưa, đang mở nó khô ở đây, trên tả đây. Bại huyết này. Bố bạn chưa, nhưng bố bạn. Nó sưng to hoại tử này. Ngủ bạn chưa? Được kệ. Ngủ bạn chưa? Bị cả thương hàn. Vâng, bạn huyết E. coli rồi. Viêm gan thì ok rồi. Đây, viêm gan khỏi rồi này. Còn tí cái di chứng của viêm gan này. Nhưng mà viêm gan xong vật lắm. Tóm lại là bây giờ cứ thấy con nào kém là anh loại luôn đi nhá. Đây của anh bắt phải giống Đại Xuyên giả vờ rồi. Kéo màng hết rồi. Sau viêm gan bao giờ nó cũng kế phát. Thông thường là kế phát thương hàn, bại huyết E. coli. Đây là sau bệnh virus. Sưng to hoại tử này, có vết hoại tử. To đùng luôn. Bây phải cho tiêm anh nhé. Tiêm cái gì nữa? Tiêm xếp luôn. Thì pha lẫn tả được luôn. Mũi thứ hai, mũi đầu thì thương hàn. Mũi đầu tiên thì không có tả, mũi sau thì có tả. Ok, đây là con to à? Con này con kém đàn to đúng không? Cách để tiêm riêng thì vẫn chết. Không chống được. Gan kém. Tim, cơ tim nhão.
gan rất là kém này, cơ tim nhão biểu hiện sốt dài ngày, gan kém cực kỳ, gan kém này là biểu hiện là kháng sinh, dùng kháng sinh và nó rất suy nhược, kiểu nó ăn kém rồi thì đấy, con đấy là nhốt coi như nó không ăn, không nó ăn đấy, cái chức năng gan nó bị hỏng, ruột kinh khủng khiếp luôn. Thơm không? Chắc cho đứng ở trên thôi. Không chịu ý. Ui ừ. Con này nhốt lâu quá. Nó có biểu hiện cả dịch tả đây nhá. Nó lặp lại không ơi. Sưng mù to đùng này. Này. Luôn. Quay to luôn. Là tôi lấy rồi. Okay. To to ngang với dẻo. Mà mè mè. To hơn mè. Con này nó bỏ ăn này, hỏng hết. Chả còn. Con này nhốt lâu ngày không không cho ăn. Tả. Không có đầu đen. Đầu đen phòng rồi. À, ok. Không có bại huyết E. coli đấy. Cái này nó bé tí này. Rồi, ok. Đấy, những con tật dẻo nó chết thôi đúng không? Đây là khỏe đây. Được bao nhiêu ngày rồi anh? Bắt hôm nay là mùng 3 tháng 8. Con này kẹp chân. Con này bị kẹp từ bé. Khỏe từ bé. Mùng 3 tháng 8 à? Hôm nay hơn 30 ngày rồi nhỉ? Bắt từ 35 ngày. Đây, cũng bình thường. Thôi, gan cứ bình thường thôi. Chả phải to cân đâu. Này được khoảng hơn cân nhỉ. Thì bọn này không có phải xử lý gì đâu, cứ phòng định kỳ đầu đen thảo dược với lại cái lá mốc thôi. Còn để đến khoảng 40 ngày anh cho nó uống lại dịch tả, mà uống nó khỏe thì uống luôn được. Thời tiết đang mát mẻ này thì anh lấy dịch tả liều gấp 3, lấy 1.000 về cho uống. 1.000 cho uống được. Đúng đẹp mà nhỉ, cũng được đấy. Đẹp như nếu mấy con giật dẹo thôi. Thì những con giật dẹo cứ tách ra đỡ lây con khác, mà sống thì sống thì chết thì chết. Như con giật dẹo đấy thì bỏ. Sống chả là gì kia, những con kia đấy. Ừ, con bé bé này tách kìa, kể những con giật dẹo này. Ấy chứ con què lại chả biết gì đâu. Què chả biết gì đâu. Ừ. Ý, to phết đấy nhỉ, đều đấy. Đàn này cũng bị viêm gan này. Đấy, đàn này bị. Ừ, nhưng mà xử lý đúng hôm đấy là không chết nữa đúng không? Đấy, con khỏe khỏe đó, đang đi tập đấy, đang bắt ra đó. Rồi, ừ đúng rồi, lù khù đúng không? Lù khù đấy. Ờ, cổ nó rụt. Đàn này hôm đấy anh bảo viêm gan là chết 20 con nhỉ? Chết 30 con, con đầu tiêm đứng ngày này. Tiêm kháng thể, đàn đấy là anh tiêm vaccine. Vaccine trong tiêm kháng thể. Đàn này tiêm vaccine xong nổi viêm gan thì kháng thể thì rất dùng. Còn đàn kia là tiêm kháng thể vẫn chết. Kháng thể 2 phát đấy. Thì khả năng cái giống nó hơi kém ấy, đàn này úm khó hơn. Đàn này thời tiết nó khó hơn đợt trước. Đàn này chỉ úm lúc lại giới lại nóng. Đợt này nó rét, thay đổi. Rồi, ok. Thế thôi, vấn đề thế thôi, đơn giản. Thế tối có đuổi vào trong không anh hay cứ tối vào sàn? Nó tự vào à? Ừ, tự vào. À, cho anh cho ăn ở trong thì nó tự vào đúng không? Cả máng trong cả máng ngoài, ngày nó ăn lúc nào ăn thì. Ngày ra ngoài hết. Chính nuôi đất này nó đạt cân này, nuôi sàn không nó không có cân đâu. Nuôi đất thì nó mới đạt cân. Đúng không? Cả sàn cả đất mới đạt cân. Còn nuôi trên sàn không không đạt cân. Đúng rồi. Sàn không không được. Tây ngô nấu cho lợn nái gì đúng không? Ừ, nấu lợn nái. Rồi, kia. Rồi, đó bác chăn nuôi không có phải sợ gì cả. Cứ làm đúng quy trình. Chữa bệnh kịp thời đúng cách thì không có xảy ra cái vấn đề gì quá thể đáng cả. Chỉ khi mình phát hiện ra vấn đề mà xử lý không đúng cách hoặc là không biết cách phòng và điều trị bệnh thì nó vất vả thôi. Cả những cái đàn như này cũng vậy nhá, nó bị viêm gan xử lý đúng cách thì chả sao, sau đó thì chữa kê phát bình thường chả sao cả, chứ không là chữa không là hỏng rất là nhiều. Đặc biệt ở trên gan có hai cái vấn đề lúc nhỏ mắc, một là viêm gan, hai là nấm phổi đấy, dính là chết ngay đấy. Như anh này thì anh riêng hai cái bệnh đấy anh phòng rất là cẩn thận luôn, nấm phổi viêm gan anh phòng kinh khủng khiếp luôn, thì hầu như là không có vấn đề gì cả. Đó kinh nghiệm của những người chăn nuôi đi trước. À, người anh ấy chăn nuôi từ trước anh ấy có rất nhiều kinh nghiệm, tóm lại anh cũng trả giá rất là nhiều rồi, rất là kinh nghiệm. Và cái vấn đề nữa đó là đầu đen, trại này rất sợ đầu đen luôn, đến mình nuôi mình cũng sợ đầu đen. Thế là đấy, ngày trước đúng cái chỗ này luôn đang ăn đen, ở đây chỗ này tí mình chụp ảnh các bác xem, đang ăn đen đúng chỗ này, 300 con bị đầu đen, vất vả cực kỳ luôn. Đó thôi, đàn này thì ổn thì đẹp đấy. Kinh nghiệm chăn nuôi thì mình sẽ chịu khó lên quay kinh nghiệm của anh ấy cho các bác xem nhé. Trại rất đơn giản, có hai chỗ nút họng, hai đàn ngan. Rồi, chào các bác nhá.